giúp cho cha mẹ chính là trả nợ cha mẹ. Trả nợ nhá, phải dùng cái từ nợ đấy. Thằng nào nuôi mình từ 0 tuổi đến 22 tuổi. Cho nên tại sao một cái đứa trẻ con mà nó mồ côi ấy, mà được ai cho nắm cơm cái lúc đói, nó nhớ hết cả cuộc đời nó. Nhưng cái đứa con nó được nuôi trong sung sướng ấy, thì bố mẹ chửi nó một câu, nó lại nhớ hết cả đời. Thế nó mới khốn nạn chứ.